Hello everyone. Today we will do some exercises for unit 1, 2 and 3. Xin chào tất cả các em. Hôm nay mình sẽ tiến hành học review 1, review 1, tức là mình sẽ ôn tập tất cả kiến thức mà mình đã học ở bài số 1, bài số 2 và bài số 3. Và ở ba bài này các em tự nhớ lại thử mình đã học về từ vựng chủ đề gì trong ba bài này. Phần phát âm mình đã học những phần phát âm nào và phần grammar mình học những điểm ngữ pháp nào. Các em có một phút để nhớ lại nội dung của ba bài học này nhé. Các em có thể bấm dừng video để tự hình dung lại hoặc là tự viết ra nhanh nè. Ok, và ba chủ đề về phần từ vựng mình nhớ một số từ và cụm từ liên quan đến chủ đề gì: people's life stories, urbanization, the green movement. Đó là ba chủ đề chính mình sẽ ôn tập trong ngày hôm nay. Phần pronunciation mình sẽ ôn về homophones, diphthongs, assimilation mình sẽ ôn về gì nào? Hiện tượng đồng âm. Tiếp theo mình sẽ ôn về nguyên âm đôi và hiện tượng đồng hóa khi phát âm. Ở phần cuối cùng mình sẽ ôn về past tenses, các thì liên quan đến quá khứ thì quá khứ. Articles, mạo từ. Thì ở đây mình sẽ ôn mạo từ xác định, mạo từ không xác định. Subjunctive, thể giả định. Và phần cuối cùng mình sẽ ôn types of sentence, tức là các loại câu. Và bây giờ các em sẽ qua phần skills. Và những kỹ năng mình sẽ ôn là mình sẽ ôn 4 kỹ năng với những chủ đề tương ứng như reading mình sẽ ôn về culture urbanization, về chủ đề đó. Speaking, historical figures, nhân vật quan trọng trong lịch sử. Phần listening mình sẽ nghe về wave energy, năng lượng sóng. Và phần cuối cùng writing, mình sẽ học về solar energy. Và bây giờ chúng mình sẽ tiến hành thực hiện các bài tập trên IC Books Camp nhé. 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. Như vậy chúng ta cùng ôn lại 3 unit 1, 2, 3 đối với hoạt động này các em nhé. Đầu tiên, ở hoạt động đầu tiên đó là phần từ vựng. Thì yêu cầu bài 1, chúng ta sẽ sử dụng hình thức đúng của các từ được cho sẵn đây để hoàn thành câu. Như vậy mình đọc câu đầu tiên. Giờ gì đó, như vậy ở đây sẽ là một danh từ. Các nguồn thiên nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì rất là cần thiết cho sự phát triển công nghệ và kinh tế. Như vậy rõ ràng mình thấy có thể là sự bảo tồn, nó bắt đầu từ từ này, xuất phát từ từ này, preservation. Câu số 2. Thưa quý vị, xin cho phép tôi được giới thiệu một khách mời. Như vậy khách mời như thế nào thì mình sẽ điền một tính từ ở đây. Mình có thể thấy tính từ gì? Distinguished. Ở đây câu số 3, hiệu trưởng của trường chúng tôi thì là một người đàn ông rất là như thế nào đó. Vậy rõ ràng mình sẽ điền một tính từ ở đây, xuất phát từ từ này. Vậy mình sẽ có thể là điền từ respectable. Tương tự câu số 4, 5, 6 các em đọc và làm nhé. Mình có học đọc số 2. Two, match the words on the left with the words on the right to form compound adjectives, then use them to complete the sentences. Như vậy ở hoạt động này các em sẽ nối các từ ở cột bên trái đối với các từ ở cột bên phải để thành lập một tính từ ghép. Rồi sau đó các em sẽ điền những tính từ ghép đó để hoàn thành các câu sau đây. Đầu tiên mình thấy có từ well. Như vậy mình có thể từ nối từ well với đến từ planned, có kế hoạch. Long. Như vậy long mình có thể nối với từ term, long term, lâu dài. Tiếp tục, world, mình có thể nối với từ gì rất là quen thuộc, worldwide, trên toàn thế giới. Thought, provoking, kích thích tư duy, đáng suy ngẫm. Và từ off, mình phải nối với từ peak, ngoài giờ cao điểm. Sau đó mình sẽ đọc câu đầu tiên. Bài trình bày, bài nói như thế nào đó của người nói đã dẫn đến một cuộc tranh luận rất là thú vị vì sự đô thị hóa và sự phát triển bền vững. Như vậy bài nói rất là đáng suy ngẫm, kích thích tư duy lúc nào. Như vậy mình sẽ chọn từ thought provoking. Tương tự câu số 2, chúng tôi sẽ trả tiền ít hơn nếu chúng tôi
sử dụng điện như thế nào đó. Như vậy ở đây là chúng ta sử dụng điện ngoài giờ cao điểm thì chúng ta sẽ trả tiền điện ít hơn. Như vậy mình sẽ dùng từ off-peak. Tương tự các em đọc ba câu còn lại và các em sẽ thực hiện làm, điền đúng tính từ ghép để thực hiện, để hoàn thành những câu này với nghĩa hợp lý các em nhé. Pronunciation 3. Listen and write the correct words in the blanks. Then practice reading the sentences. Ở đây các em sẽ nghe và viết từ đúng vào trong ô trống. Sau đó các em sẽ luyện nói lại. Ở đây phần mềm bị lỗi một chút, các em có thể nghe ở ngoài nhé. Bây giờ giả sử mình đã nghe xong rồi, thì ở đây ví dụ câu số 1, ở đây cô sẽ điền được từ there. Và đây sẽ có từ there. Như vậy mình sẽ có được hai từ đồng âm. Hai từ này phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. There. Và bên này mình có phát âm là there. Những người bạn của chúng tôi đã làm bài tập về nhà rồi. Họ đang ở trong sân chơi, hãy đến và nhờ họ giúp. Câu số 2. The local, thì mà ở đây sẽ có từ council. Rejected the council, cũng tương tự như vậy. Hội đồng địa phương đã từ chối sự tư vấn, lời khuyên từ cái nhóm về môi trường. Vậy tương tự câu 3, 4, 5 các em sẽ nghe nhé. Grammar 4. Complete the sentences using the correct form of the verb in the box. Ở phần này các em sẽ hoàn thành các câu sử dụng hình thức đúng của các động từ trong ngoặc. Như vậy khi các em để ý 5 câu này, các em sẽ thấy ở đây có các động từ cũng như tính từ miêu tả sự cần thiết, sự cấp bách, sự quan trọng. Ví dụ như từ insist, recommend, suggest, essential, desirable, thì tất cả những động từ và tính từ này đều thể hiện những việc đó. Như vậy, mình đã học rồi ở thức giả định hoặc là thể giả định, thì các em sẽ khi trong câu có những động từ và những tính từ này thì các em sẽ sử dụng động từ ở thể nguyên mẫu và trước đó có thể có từ should. Như vậy ở đây các em chỉ cần đọc câu và tìm nghĩa và sau đó các em sẽ chọn câu đúng ở đây nhé. Chọn từ đúng để hoàn thành các câu sau đây. Ví dụ ở đây cô có câu 2 chẳng hạn. À, những học sinh được khuyên rằng là như thế nào đó với nghiên cứu của họ về sự đô thị hóa trước khi họ bắt đầu vào cái dự án của lớp. Thì ở đây mình sẽ điền động từ gì nào? Hoàn thành nghiên cứu của họ, đúng không nào? Như vậy ở đây mình điền từ, có thể điền từ should. Ở đây cô lưu ý các em không điền từ should, ở đây vẫn được, vẫn có thể được should complete. Hoặc là ở đây cô ví dụ câu số 5. It is desirable that villagers, rất là những người dân trong làng rất là mong muốn như thế nào đó, dịch vụ tốt hơn, sự giáo dục và sự dịch vụ này, sự giáo dục này và những cái cơ hội nghề nghiệp. Như vậy ở đây mình có thể điền từ gì? Được cung cấp. Như vậy ở đây các em lưu ý, ở đây sẽ là should, bị động nhé các em, be provided. Provided. Như vậy ở đây các em lưu ý điền đúng dạng và các em có những cái mình có thể sử dụng bị động hoặc là chủ động thì các em phải lưu ý nhé. 5. Put the verbs in brackets in the past simple or past continuous. Ở bài tập này các em sẽ đặt động từ ở trong ngoặc vào thì quá khứ đơn hoặc là thì quá khứ tiếp diễn. Mình bắt đầu đọc và làm bài các em nhé. Tôi đang đi từ trường về nhà một hôm nọ thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi. Như vậy ở đây mình có thể chia was walking. Thì thấy, đây là động cắt ngang, mình sẽ chia saw. Bà đang đứng ở lề đường và nhìn vào giao thông đông đúc ở trên đường. Như vậy mình chia quá khứ tiếp diễn was standing. Và tả lại hành động trong quá khứ. Cuối cùng tôi đến nơi bà đang đứng và tôi nhận ra rằng bà bị mù. Như vậy đây mình sẽ chia came và realized. Như vậy còn lại các em sẽ tiếp tục đọc câu chuyện và hoàn thành đoạn văn này các em nhé. 6. Make compound or complex sentences using the prompts and the words in brackets. Ở bài này các em hình thành câu phức hoặc là câu ghép sử dụng các từ cho sẵn và các từ trong ngoặc. Như vậy ở đây câu số 1, người ta yêu cầu mình viết với if. Thì ở đây mình có thể viết lại câu như thế nào? Nếu
những học sinh có thể là giữ cho nhà và trường học của mình xanh và sạch thì họ sẽ đóng góp cho chiến dịch Go Green. Bạn có thể viết lại if the students, bạn sẽ viết là if students keep their homes and schools Câu số 2. Câu số 2 thì mình phải viết lại với but. Mình có thể viết lại như thế nào? Việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch sẽ thải ra khí độc, nhưng người ta vẫn dùng chúng để sưởi ấm và nấu ăn. Như vậy mình có thể viết lại: the burning of fossil fuels emits harmful gases, but people still use them for eating and cooking. Thì tương tự các em làm ba câu còn lại cũng sử dụng những từ và những từ trong ngoặc dựa theo gợi ý của đề các em nhé. Skills. Counter urbanization. 1. Read the text about the causes and effects of counter-urbanization. Ở hoạt động 1 này, đơn giản thì các em sẽ đọc một đoạn văn về nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phản đô thị hóa. Two, read the text again and decide whether the following statements are true, false or not given, and tick the correct box. Ở bài tập này, các em sẽ đọc lại đoạn văn một lần nữa và sau đó quyết định các nhận định sau đây là đúng, sai hoặc là không cho sẵn, và em sẽ tích vào từng ô như thế này. Câu hỏi số 1. Việc đô thị hóa và sự phản đô thị hóa là hai xu hướng trái ngược nhau. Như vậy mình có thể thấy ngay câu đầu tiên của đoạn đầu tiên, mình có thể thấy là gì? Has resulted in the opposite situation. Vậy dựa vào thông tin này mình có thể chọn đáp án đây là true. Câu số 2. Những người sinh sống ở thành phố thì đang tìm những ngôi nhà ở nông thôn hoặc là những khu vực ven đô thị chỉ bởi vì là chúng rẻ. Như vậy ở đây mình thấy đoạn số 2, mình thấy gì? Để tránh việc đông đúc ở thành phố thì những người ở thành phố tìm những ngôi nhà yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn và lớn hơn với những giá thấp hơn. Như vậy không chỉ là chỉ vì nguyên nhân là chúng rẻ đâu, mà ở đây nguyên nhân còn gì? Avoid overcrowded in the cities, tránh sự đông đúc. Vì vậy ở đây mình sẽ chọn false. Câu số 3. Việc thành phố thu hẹp lại sẽ vẫn đối mặt với tỷ lệ tội phạm cao. Như vậy phần này, ở thông tin này mình không tìm thấy đáp án trong đoạn văn, cho nên mình sẽ tick not given. Tương tự ba câu còn lại các em sẽ làm và sau đó các em sẽ kiểm tra đáp án ở phần submit các em nhé. Historical figures. 3. Work with a partner, use the information in the table below or your own ideas to make a conversation about one of the historical figures. Ở hoạt động này các em sẽ làm việc cùng bạn của các em và em sử dụng thông tin. Các em sử dụng thông tin ở dưới bảng và ý tưởng riêng của các em để hoàn thành cuộc hội thoại về một trong những nhân vật lịch sử. Thì ở đây mình có gợi ý ba nhân vật lịch sử. Đầu tiên là hai bà Trưng, bà Triệu Thị Trinh và vua Quang Trung, và có một số lý do đưa ra tại sao những nhân vật này lại được tôn trọng, được quý mến. Như vậy ở đây có một đoạn hội thoại mẫu cho các em tham khảo. Các em có thể tham khảo đoạn hội thoại ở đây nữa các em nhé. Wave energy. 4. Listen to the recording about wave energy. Choose the best option to complete the sentence. Ở bài tập này các em sẽ nghe về năng lượng sóng, sau đó các em sẽ chọn đáp án đúng A, B hoặc là C.
Cô lưu ý trước khi nghe các em sẽ đọc lướt 5 câu, gạch chân từ khóa và sau đó đoán đáp án để có định hướng tốt hơn trong khi nghe. Ở phần này, phần nghe trong phần mềm bị lỗi cho nên các em cố gắng nghe ở ngoài. Sau khi nghe ở ngoài thì cô và các em sẽ check đáp án nhé. Rồi, bây giờ cô và các em sẽ check đáp án cho câu số 1. Các em cùng nghe nhé. Review 1. Page 45. Listening. Activity 4. Listen to the recording about wave energy. Choose the best option to complete the sentences. Fossil fuels like coal, oil, and natural gas emit greenhouse gases. That is why environmentalists insist that we use clean, renewable energy sources. Wave energy, produced by ocean surface waves, is both eco-friendly and cost-efficient. Như vậy mình vừa mới nghe thông tin là gì? It's both eco-friendly and cost-efficient. Như vậy mình sẽ chọn đáp án C. Mình cùng nghe câu hỏi số 2. Research has suggested that ocean wave power could make a major contribution to the world's energy resources. Scientists claim that using 1% of wave energy can provide the equivalent of 500 times the world. À, như vậy mình nghe số liệu là gì? 500 times. 500 lần. Như vậy mình chọn đáp án B. Tiếp theo câu số 3. World energy consumption. With 70% of the Earth's surface covered with water, wave energy is undoubtedly a valuable source of green energy. However, there is the challenge of converting wave power into energy and transmitting it to shore. Building and operating wave power stations in the ocean is far more expensive and difficult than on land. Như vậy mình nghe thông tin is far more expensive and difficult than on land. Như vậy mình sẽ chọn đáp án C. Tương tự các em sẽ nghe hai câu còn lại và tích đáp án nhé. Sau khi làm được xong, các em lưu ý bấm nút Submit để kiểm tra kết quả các em nhé. Writing, solar energy. 5. Write meaningful sentences about the pros and cons of solar energy. Use the words given. Ở phần viết này, các em sẽ viết về năng lượng mặt trời. Các em sẽ viết những câu có nghĩa về thuận lợi, về khó khăn của năng lượng mặt trời và sử dụng những từ có sẵn ở đây. Câu số 1. Năng lượng mặt trời thì đến trực tiếp từ mặt trời và nguồn năng lượng có thể tái tạo này là bền vững. Như vậy mình có thể ghi như thế nào? Solar energy comes directly from the sun and this renewable energy source is sustainable. Như vậy có thể ghi lại như thế này. Sustainable là bền vững các em nhé. Tiếp tục ở câu số 2. Loại năng lượng này thì cụm này mình đọc rồi đúng không? Cụm này rất thân thiện với môi trường và không gây ô nhiễm. Vậy mình có thể viết lại thành this type of energy is environmentally friendly and does not cause pollution. Rồi, như vậy tương tự câu 3, 4, 5, 6 các em đọc, sử dụng những từ hướng dẫn và các em viết thành câu có nghĩa các em nhé. 6.
Use the ideas in 5 and your own ideas to write an essay of 180 to 250 words about the pros and cons of solar energy. Ở bài tập này, các em sẽ sử dụng những ý tưởng ở hoạt động số 5 và những ý tưởng của riêng em. Và những cái ý của riêng em sẽ viết một bài essay khoảng 180 đến 250 từ về thuận lợi và khó khăn của năng lượng mặt trời. Như vậy các em nhớ lại cấu trúc của một bài essay là như thế nào và các em viết cho chính xác nhé. That's the end of our lesson today. I'll see you guys in the next lesson. Goodbye!